Một trong những thủ lĩnh của cuộc đảo chính tuần trước ở Niger được cho là đã tìm kiếm sự hỗ trợ của công ty quân sự tư nhân Nga Wagner. Động thái này diễn ra khi chính quyền của ông gần đến hạn chót để đưa tổng thống bị lật đổ của Niger trở lại nắm quyền hoặc phải đối mặt với khả năng can thiệp quân sự của các quốc gia láng giềng. Tướng Salafo Moudi được cho là đã đưa ra yêu cầu trên trong chuyến thăm nước láng giềng Mali, nơi ông gặp đại diện của Wagner. Hãng tin AP đưa tin hôm 5 tháng 8 khi dẫn lời nhà báo Pháp Wassim Nasser, một nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm Suwon. Họ cần Wagner vì lực lượng này sẽ trở thành sự bảo đảm để họ nắm giữ quyền lực, Nasser nói với AP, đồng thời cho biết Wagner đang xem xét yêu cầu đó. Cả Wagner và các quan chức chính phủ Nga đều không bình luận gì về yêu cầu giúp đỡ trên. Hôm 4 tháng 6, Điện Kremlin cho biết bất kỳ sự can thiệp nào vào Niger từ các cường quốc bên ngoài khu vực sẽ không thể cải thiện tình hình. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ việc nhanh chóng trở lại bình thường theo hiến pháp mà không gây nguy hiểm đến tính mạng con người, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Trong khi đó, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin gọi cuộc đảo chính trên là một cuộc nổi dậy chính đáng của người dân chống lại sự bóc lột của phương Tây. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, đã đe dọa sẽ gửi quân vào Niger nếu những người lãnh đạo cuộc đảo chính không đưa Tổng thống Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền vào 6/8. Tổng thống Bazoum đã bị quản thúc tại gia kể từ khi bị lật đổ. Ông đã yêu cầu Mỹ và toàn bộ cộng đồng quốc tế khôi phục chính phủ của ông. Trong khi đó, quân đội của một số nước thành viên ECOWAS bao gồm Nigeria đã đồng ý về kế hoạch can thiệp của họ vào Niger.